Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Rồi, cảm ơn, cũng lời đầu tiên cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ Dũng Trần trong thời gian qua ha. Đây là những cây đã đóng cho anh em, cũng nói chung là cũng rất cẩn thận, đóng phải chi tiết cẩn thận cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều thời gian qua đã ủng hộ Dũng Trần ha. Nay em tiếp tục lên một cái lô mới anh em. Này lô mai Vạn Phúc ha. Hàng này nói chung là hàng bự này cũng khó tìm nha anh em. Mai Vạn Phúc ha. Rồi, đó hoành đi em. Cái này là mã số là B1 nha anh em. Lô này lô B nha. Lô B. Rồi. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao nhiêu em? 1m4. 1m4 ha. Đó, bề ngang cũng cỡ 1m4 anh em ơi. Đó. Rồi, quay sơ để em quay lại cái góc cho anh em xem ha. Để đẹp nha. Đó, để cực kỳ khủng ha. Đó, lấy tay ra đi. Đó, mai Vạn Phúc nha anh em. Đó, rất là đẹp. Đó, cây B1 này ha anh em. Rồi, cây B1 này giao lưu với anh em 1,9 triệu. Bao ship toàn quốc anh em ơi. B1 nha. Rồi, tiếp tục cây B2. Đó, mai Vạn Phúc nha anh em. Bông rất là đẹp. Cái này mai Vạn Phúc này nó ra bông quanh năm nha anh em. Đó, cứ ra đọt là đâm bông, ra đọt là đâm bông ha. Rồi, đâu hoành đi em? 13. Hoành là 13 nha anh em. Rồi, chiều cao luôn em ơi. 89. 89. Đó. Hoành 13, cao 89. Đó, mã số là B2. Cái này mai Vạn Phúc nha anh em. Đó, cái này giao lưu với anh em là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Đó, bông rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục cây B3 ha. Ồ, cây này một cốt rất là đẹp nha. Đó. Đó, một cốt rất là đẹp. Rồi, đâu hoành đi em. Cây B3 nha. 17. Hoành 17. Cao nhiêu? 1m25. Rồi, 1m25. Đó. Rồi, cây này bơi mã mấy em? B3. B3 mai Vạn Phúc anh em. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 1,9 triệu bao ship toàn quốc anh em ơi. Cây rất là to ha. Rồi. B4 nha anh em. Đó. Tàn quá đẹp anh em ơi. Tàn tròn gió luôn. Cốt. Cốt quá to ha. Quá to luôn. 20. 20. Cao như em? Cao 1m25. Cao 1m25. Tương nhau không? Ồ. Cốt rất là đẹp ha. Rồi, B4 nha anh em. Cái B4 này giao lưu với anh em 1,7 triệu bao ship toàn quốc ha. Đó. Rồi. B5 luôn. B5. Cây B5. Cây này thì cái tàn nó hơi thưa chút nha anh em. Quanh 15. Hành 15 nhưng mà được thoát thân cũ khá bự nè. Này về từ từ chơi lại. 35. 35. Cao 135. Đó. Hành 15 cao 1m35. Đó, cũng rất là đẹp. Rồi, cây B5 này giao lưu với anh em là 900k thôi. Rất là rẻ luôn. Bao ship toàn quốc luôn ha. Số điện thoại của em là 036 450 4945 ha anh em. Đó. Rồi, tiếp tục cây B6 nha anh em. B6, mã số là B6. Hoành 13. Hoành là 13 nha. Chiều cao. Cao 1m2. Cao 1m2. Ồ. Rồi, cây này là B mấy? B6. B6. Cây này B6 giao lưu với anh em là 700k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. B7. Rồi, B7 nha anh em. Này ba chi ba cốt nha. Đo, tổng hoành luôn là 19. Đoàn thăng thôi, đoàn thăng bao nhiêu? Thăng lớn nhất là 10. 10. À, chiều cao. 94. 94. À, B mấy? B7. B7. Ờ, cây B7 này giao lưu với anh em 700k bao ship anh em ơi. Rồi. Rồi, cây B8. À, tàn rất là đẹp. Rồi, đâu hoành đi em? 13. 13.
Cao nhiêu? Cao 96. Cao 96. Này B mấy em? B8. Này B8 ha. Rồi B8 này giao lưu với anh em 900 cao bao ship anh em ơi. Mai Vạn Phúc cây này ra quanh năm nghe anh em. Đó. Ra quanh năm. Bông rất là đẹp. Tới lô trang. Rồi tới lô trang vàng lá nhỏ nghe anh em. Rồi. Đo cốt lớn nhất nha. Rồi đo cốt lớn nhất đi. Cốt nhất nhiều? 12. 12. Chiều cao? Chiều cao 100. Chiều cao là 1m. Trang vàng lá nhỏ nghe anh em. Rồi cây này giao lưu với anh em là 800k bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi. Mấy cái đó là mấy em? B9 nha. B9. Rồi, anh đọc lại số điện thoại đây. Số điện thoại em là 036 450 4945 ha. Cây một cốt luôn. Rồi cây trang vàng một cốt luôn. Nè B10 nha. 11. 11. Quanh 11. Quanh 11 nha anh em. Cao 100 luôn. Cao 1m. Rồi, cây này B10 nha anh em. B10 giao lưu với anh em 800k bao ship anh em ơi. Rồi. Để xích ngoài ra ngoài luôn nè. Thấy không? B11 nha anh em. B11. Rồi. 8. 8. Cốt lớn nhất là 8. Này nó có 3 thằng hay nè. Cao 87. Cao 87 hay nó 3 thằng này nó dịch gồm nó gom lại nhau thành gốc dưới này nè anh em. Đó, này B mấy em? B11. Rồi, cái này giao lưu với anh em rẻ thôi, 500k bao ship anh em ơi. Trang vàng nó nhỏ ha. Rồi. Rồi, xuống em ơi. B12. Rồi, cái này B12 ha. Rồi đó hoành đi. Hoành thăng lớn nhất 8. 8. Rồi. Cái này nó cũng một cụm hết nè. Cao 91m. Ủa cao 95. Cao 95 này cũng cụm ha. Cây rất là già. Đó. Rồi. Cây này B mấy em? B12. B12 rồi. Cây B12 giao lưu với anh em là 600k bao ship anh em ơi. Bán bao rẻ luôn. Rồi. B13 ha. Trang vàng nó nhỏ ha. Cây bông rất là đẹp ha anh em. Hoành 12. Hoành 12. Cao 66. Cao 66 ha. Cây này cũng cốt ha. Rồi. B13 ha. Cây này giao lưu với anh em 700k bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi, đọc lại số điện thoại đây. Số điện thoại của em là 036 450 4945 ha anh em. B14 ha. Này cốt rất đẹp. Rồi. Này là hai thằng ha anh em. Hai thằng nhìn rất đẹp nha. Hai thằng rồi đâu hoành này đi. Rồi đây. 7. 7. Cây rất là già nghe anh em. Chiều cao. Cao 72. Cao 72. Đó. Hai thằng chia đều. Đó, cây này hai thằng ha. Đó, cũng khá là xinh đó. Rồi, cây này giao lưu với anh em cũng 700k bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi. B15. Đó là B14 nha, cái này tới B15 nha anh em. Rồi. Chim kỹ lại. Trời ơi, trời nó chim. Rồi. Miếng cụm luôn nha. Rồi, cái này cụm ha anh em. Đo thăng lớn nhất thôi. Rồi. Thăng lớn nhất là 7. 7. Cao 88. Cao 88. Rồi. Này B mấy em? B15. Rồi B15 này giao lưu với anh em 700k bao ship anh em ơi. Rồi. Trang vàng nó nhỏ ha. B16. B16 luôn. Đó. Chim đây nè em, nó nghiêng bên đây nè. Rồi. Rồi. Trang vàng rất là đẹp hả nè. Đo thăng lớn nhất. Nhiều. 8. Này nó nguyên cụm hả nè. Cao 92. 8 cao 92 ha. Hoàn tăng lớn nhất là 8 ha. Này nguyên cụm hả nè. Cụm rất đều, rất đẹp. Rồi B mấy em? B16. 16.
B16 ha, B16 giao lưu với anh em 700k bao ship anh em ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha. B17. Rồi, B17 ha, này là giao lưu với anh em là hồng phấn. Hồng phấn Thái nha anh em. Bông cũng khá là đẹp á. Một cốt nha. Đó, hồng phấn Thái ha. Rồi, đâu anh em, nè. Cây một cốt khá to ha. 13. 13. Chiều cao em. Cao 102. Rồi, cây hồng phái, cây B17 nè, hồng phấn Thái này vô lưu với anh em 700k bao ship anh em ơi. Rồi. Bao ship toàn quốc luôn ha. B18. Rồi, cây B18 nha anh em. Mạnh nhiêu? 13. Mạnh 13, cây một cốt nha anh em. Nè. Cao 101. Cao 101 nha. Rồi, cây này giao lưu anh em 700k bao ship luôn anh em ơi. B mấy em? 18. B18 nha. Rồi. B19. B19 nha. Nghiêng lắm rồi. Nghiêng lắm rồi. Rồi, được rồi. Đây, cục một thân nha. Cây này nghiêng nguyên một củ đấy nha. Như em 17 ha. Chiều cao 115. B19 nha. Rồi, cây này cũng giao lưu với anh em 700k bao ship anh em ơi. Đó. B20. Cây cuối cùng. Rồi, B20 ha, cây cuối cùng nha anh em. Rồi. Cây hồng phấn Thái anh em. Bông rất là đẹp. Rồi đâu anh đi. Nhiêu? 12. 12. Chiều cao luôn em. Cao 106. Cao 106. B20 này giao lưu với em cũng 700k bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Rồi, rất mong anh em ủng hộ ha. Đây, anh em xem lại mấy cái lô Mai Vạn Phúc ha. Bông rất là đẹp nha anh em. Này ra bông quanh năm nha. Rồi, chào tạm biệt anh em ha. Hẹn anh em clip sau ha. Anh em thích thì đăng ký kênh em ha. Rồi, xin chào tạm biệt anh em ha.